Cô gái 38 tuổi chuyển vào viện dưỡng lão sống. Sau 11 năm làm việc liên tục, cô được chăm sóc y tế cơ bản, ăn uống lành mạnh và sinh hoạt khoa học, chỉ tốn 7 triệu đồng một tháng. Hơn 3 tháng qua, Yang, 38 tuổi, nhận ra cuộc sống cùng hơn 500 người già trong viện dưỡng lão ở quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm là thiên đường bị bỏ quên. Cô cho biết chỉ cần bỏ 2.000 tệ, khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, đã có chỗ ăn ngủ, một phòng riêng với 4 món ăn mỗi bữa. Ngày nào cũng đi ngủ sớm và dậy sớm, sống theo lịch trình đều đặn nên cô cảm thấy khỏe mạnh và nhiều năng lượng. Trang nói, ban đầu tôi muốn tìm một nơi để dưỡng bệnh, không ngờ giờ lại yêu thích cuộc sống chậm ở đây. Trước đây, Trang là một biên kịch, làm việc ở Bắc Kinh. Cô thường xuyên phải làm ngoài giờ đến khuya. Áp lực phải liên tục sửa bản thảo, chờ nhận xét của cấp trên và gần như không có ngày nghỉ. Công việc kéo dài với cường độ cao khiến cô đổ bệnh, phải nhập viện suốt một tháng vào cuối năm ngoái. Cô nói, cho đến khi đổ bệnh, tôi nhận ra 11 năm qua chỉ có công việc mà không có hạnh phúc. Hiện tại, viện dưỡng lão có hơn 520 người, già nhất là 102 tuổi, còn trẻ nhất là Giang. Video về cuộc sống của Giang lan truyền đã nhận được sự đồng tình của nhiều người.